Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Coin68. Đây là video tiếp theo trong chuỗi phân tích về những sản phẩm phái sinh trên nền tảng giao dịch FTX. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một sản phẩm giao dịch khá độc đáo trên nền tảng này, Move Contract. FTX là một sàn giao dịch tiền điện tử mới xuất hiện trong thời gian gần đây, hỗ trợ nhiều sản phẩm giao dịch như Spot Trading, Future Contract và Move Contract. Để biết thêm thông tin cụ thể và đánh giá về FTX, cũng như cách đăng ký và sử dụng những công cụ cơ bản của nền tảng này, hãy xem qua bài viết đánh giá tổng quan của Coin68 tại link trong phần mô tả của video. Trong video lần này, chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích giao dịch hợp đồng tương lai Move trên FTX, các đồng tiền hỗ trợ, đòn bẩy, chi phí giao dịch cũng như hướng dẫn cách đặt lệnh. Hợp đồng MOVE là tên gọi dùng để chỉ một loại hợp đồng tương lai được giao dịch trên sàn FTX, đại diện cho trị tuyệt đối của mức biến động giá trị của một tài sản cơ sở trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ như là trong một ngày, nếu giá Bitcoin biến động $100, thì hợp đồng MOVE thời hạn một ngày của Bitcoin sẽ đáo hạn với giá trị là $100, bất kể giá lên hay xuống. Hợp đồng này của FTX về cơ bản có thể được xem giống như là một loại hợp đồng tương lai truyền thống, chỉ khác ở chỗ yếu tố thay đổi thay vì là giá tài sản thì sẽ là mức biến động của giá tài sản đó. Và vì là hợp đồng tương lai, bạn có thể lập thế long hoặc short cho hợp đồng này bằng cách thế chấp tài sản. Nếu long thì là bạn mong đợi giá sẽ biến động rất mạnh dù tăng hay giảm, còn nếu short, bạn chỉ mong giá trong ngày hôm đó sẽ tương đối ổn định. Đến đây thì chắc các bạn đã hiểu được lý do tại sao nền tảng FTX lại cho ra đời loại sản phẩm này rồi đúng không? Khi giao dịch với hợp đồng MOVE, bạn không cần phải quan tâm là tài sản của bạn sẽ lên hay xuống cả, chỉ cần biết là biến động nhiều hay ít mà thôi. Ví dụ như Bitcoin thường sẽ có xu hướng biến động mạnh khi xảy ra các sự kiện địa chính trị hoặc tài chính lớn trên thế giới. Nhưng không ai biết được đồng tiền này sẽ biến động theo chiều hướng nào. Với hợp đồng MOVE, bạn hoàn toàn có thể làm chủ xu thế và yên tâm với lệnh giao dịch của bản thân. Tính đến thời điểm hiện tại thì nền tảng giao dịch FTX mới chỉ hỗ trợ giao dịch hợp đồng MOVE cho một đồng tiền duy nhất là Bitcoin. Giá Bitcoin trong hợp đồng MOVE sẽ được tính theo chỉ số Bitcoin Spot của FTX, tham chiếu các cặp giao dịch Bitcoin từ các sàn lớn mà bạn có thể xem chi tiết trên trang web chính thức của nền tảng này. Hợp đồng MOVE trên nền tảng FTX có 3 loại chia theo thời hạn là ngày, tuần và quý. Mỗi ngày, FTX sẽ mở một hợp đồng MOVE trên nền tảng này để giao dịch cho ngày tiếp theo, bên cạnh hợp đồng của ngày hôm nay. Như đã nói ở trên, thì FTX cũng sẽ có hợp đồng MOVE để giao dịch cho tuần này và 3 tuần kế tiếp, tương tự cũng sẽ có cho quý này và 3 quý kế tiếp. Sau đây là phần giải thích cơ chế hoạt động của hợp đồng MOVE trên nền tảng FTX. Sẽ hơi nặng về toán học một chút so với Future, nhưng mà như đã nói thì lại sản phẩm này có một lợi thế rất lớn, đó là bỏ qua việc phải quan tâm đến chiều hướng biến động của Bitcoin, nên việc nắm rõ cách hợp đồng này vận hành sẽ cho các bạn một lợi thế rất lớn trên thị trường. Được rồi, giả sử như chúng ta có hợp đồng BTC MOVE 1228, hợp đồng này sẽ được FTX cho giao dịch trước ngày 28 tháng 12, giống như là một hợp đồng tương lai. Tiếp đó, hợp đồng này sẽ đáo hạn vào ngày 28 tháng 12, với giá trị đáo hạn là trị tuyệt đối biến động giá của Bitcoin trong ngày 28 tháng 12, được tính bằng cách lấy trị tuyệt đối của trung bình giá theo thời gian, hay còn được viết tắt là TWAP, của giờ cuối ngày trừ đi giờ đầu của ngày hôm đó tính theo giờ chuẩn UTC. Nói cách khác, cách tính giá trị đáo hạn sẽ là giá bằng giá trị tuyệt đối của trung bình giá giờ cuối cùng ngày 28 tháng 12 trừ đi trung bình giá giờ đầu tiên của ngày 28 tháng 12 theo giờ UTC. Nếu trung bình giá của Bitcoin trong giờ đầu tiên của ngày 28 tháng 12 là $7,400, còn trong giờ cuối cùng là $7,000, vậy thì giá đáo hạn của hợp đồng BTC MOVE 1228 sẽ là $400. Mỗi hợp đồng MOVE đều yêu cầu ký quỹ cho tài sản cơ sở để sử dụng đòn bẩy hay gọi là margin. Ví dụ như là nếu bạn chọn mức đòn bẩy là 20x để bán hợp đồng MOVE Bitcoin khi giá hợp đồng đang là $150 và giá Bitcoin đang là $10,000, bạn sẽ phải thế chấp $500, tức là công thức tính lượng thế chấp bằng 1 chia cho đòn bẩy nhân với giá Bitcoin, và trong trường hợp này là 1/20 nhân với 10,000. Điều này đồng nghĩa với việc mức thế chấp sẽ chỉ phụ thuộc vào đòn bẩy và giá Bitcoin thực tế, chứ không phụ thuộc vào giá trị hợp đồng của MOVE. Được rồi, vậy thì chúng ta chuyển đến phần long với short trong hợp đồng MOVE này. Thì công thức tính số hợp đồng MOVE trên nền tảng FTX thì các bạn có thể hiểu như sau. Đối với lệnh long, bạn sẽ phải làm một phép toán trước. Bạn sẽ phải lấy đòn bẩy tối đa chia cho giá Bitcoin, rồi so sánh với một phần giá của hợp đồng MOVE của bạn. Cái nào lớn hơn thì sẽ lấy cái đó, rồi nhân với số dư tài khoản
Còn nếu các bạn đánh short thì các bạn chỉ việc lấy số dư tài khoản nhân với lại đòn bẩy tối đa và chia cho giá Bitcoin mà thôi. Hơi khó hiểu đúng không? Được rồi, ví dụ như thế này, bạn có 1.000 đô trong tài khoản, giá của hợp đồng mua đang là 250 đô la Mỹ, bạn chọn đòn bẩy tối đa là 20 lần và giá Bitcoin hiện tại đang là 10.000 đô. Được rồi, các bạn nhớ những con số nhé, 1.000 đô trong tài khoản, giá hợp đồng mua là 250, đòn bẩy là 20 và giá Bitcoin đang là 10.000. Mức thế chấp của bạn sẽ là 1/20 nhân với 10.000 và sẽ bằng 500 đô la Mỹ. Nếu các bạn lo, các bạn có thể có được đến 1.000 nhân với lại 1 chia cho 250 bằng 4 hợp đồng. Vì 1/250 bằng 0.04, còn 20/10.000 là 0.02 nên chúng ta sẽ lấy con số là 0.04. Còn nếu các bạn short thì các bạn có thể được đến là 1.000 chia cho 500 bằng 2 hợp đồng. Đúng rồi, nếu như vậy thì chúng ta sẽ tính lời và lỗ như thế nào? Nếu hợp đồng mua vẫn chưa đáo hạn thì profit and loss của bạn sẽ được tính theo công thức là số hợp đồng mua mà các bạn mua nhân với lại giá hợp đồng trừ cho giá mua. Còn nếu hợp đồng mua đã đáo hạn thì hệ thống sẽ ghi nhận vào tài khoản của bạn một lượng USD tương đương với giá hợp đồng ở thời điểm đáo hạn. Tức là ví dụ như với hợp đồng mua trị giá 250 USD ở trên, nếu giá đáo hạn là 280 USD thì bạn sẽ lãi 30 USD trên một hợp đồng. Còn nếu giá đáo hạn là 220 USD thì bạn đặt lỗ 30 USD trên một hợp đồng. Nếu bạn chọn đòn bẩy tối đa càng cao thì cùng một số tiền bạn sẽ càng mua được nhiều hợp đồng hơn. Và cũng tương tự như futures, hợp đồng mua sẽ bị thanh toán nếu số tiền thế chấp giảm xuống thấp hơn mức margin duy trì, hay gọi là maintenance margin. Trên đây là giải thích và những đánh giá của CoinShot 8 về hợp đồng mua trên nền tảng FTX. Các bạn thấy sao? Vài hợp đồng này có hấp dẫn các bạn hay không? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới và đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của CoinShot 8 để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Xin chào và hẹn gặp lại.